tới giờ lại xuất giá, vậy xin mời chú bác cậu mợ dì dượng cô dượng gì đến bà hội đồng để cho cháu xin làm lễ lại xuất giá. Vậy cô cháu ngồi chưa, chuẩn bị ra. Vậy con xây vô trong xá, bốn xá. Vậy rồi, kính chào đến quý bà cô bác là cô dâu làm lễ ông bà quá cố đã xong, tới nhà cái phần ông bà hiện tiền thì sáu đó hai sáu rồi, sáu nay hai sáu, rồi dây vô sáu này hai sáu nữa. Vậy là tới cái phần ông bà hiện tiền thì ai lớn hơn nội ngoại, còn không có thì em cứ nội ngoại. Vậy xin mời ở đây có cô Út, rồi có cô Út, và cô Út mời cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình được tưởng đồng bá đẹp mà bá tàu ca hay đúng không ơi. Vâng đẹp đó. Oh, yeah.
quay siêu nước cũng đi. Rồi hai bên rồi sao ba bên luôn rồi. Sau tôi mới đến xin ông đại diện cho phép nhập gia. Dạ tứ trình. Thì tôi cũng thay mặt nhà gái là cho nhập gia. Vậy là tôi xin thay mặt nhà gái là cho nhập gia thì xin mời là quý khách bên và nhà trai đó qua để làm lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm lễ ông bà quá cố và ông bà hiện tiền bị nhà chính trị. Tôi cứ mời cô dâu bước ra đi nhận là chú rể cô dâu là làm lễ thỉnh an bái đường luôn. Và tôi lại là xá để cho em ở đây biết. Theo tôi đó thì phải cho anh cao đồ nước thang trước rồi bắt đầu cái cho anh ai cũng có ra làm lỗi thì là nếu xã thì tôi đại diện bên năm cái thôi cũng xin cảm ơn tôi quay ra làm lễ và làm bố. Còn ai đâu? Thì muốn mời tính quân chứ không mời sao?
không thấy có ai đâu, có ông bà hai ông này lớn nè. Rồi nhìn lên. Chưa chú ơi. Lâu rồi. Rồi nhìn trước chén rượu này cô dâu chú rể ơi, rồi quý bà ơi cầm chén rượu cho con nè, một hai bà thấy uống đấy. Hai người sang ăn cay rồi. Thằng cái đồ nữ trang đó là mẹ chồng cho cô dâu là 6 tỷ một cọng dây với một cái bông với một chiếc mắt vàng 24K. Ông tự thật ông đại diện thân tộc bên ái nữ bên Nam Tân Hồ bên là cho hội trợ nữ trang nói xong vậy thì xin mời bà mẹ chồng đi giới thiệu chú bác cô cậu bên chồng cho cháu cho con nó biết cùng bà cố dẫn đi giới thiệu với chồng.